vẫn rong ruổi mưa nắng ngược xuôi khi đã ở cái tuổi 60. Ông Nguyễn Bá Thanh ngày càng trở nên gầy yếu. Bao năm sống bằng nghề xe ôm, vận chuyển đêm ngày, vất vả khó khăn cũng không bao giờ khiến ông nản lòng mệt mỏi. Chỉ duy nhất căn bệnh viêm loét dạ dày đeo bám hơn 10 năm trời của ông mới khiến ông suy sụp tinh thần rất lớn. Đã có lúc ông muốn bỏ lại tất cả vì những cơn đau. Cứ thế trong hơn 10 năm ròng rã cuộc đời, những đêm mất ngủ vì cơn đau quặn, những bữa ăn không ngon, những lo lắng căng thẳng mệt mỏi, hành hạ cả tâm trạng và thể xác của người đàn ông gầy yếu này. Tóc thêm màu bạc, những lần trào ngược ngày càng nhiều thêm khiến ông nóng rát đến mức phải bỏ việc để nghỉ ở nhà. Nỗi chán trường càng khiến ông bệnh càng thêm bệnh. Nhìn hình ảnh người đàn ông gầy già buồn khiến ai cũng đầy xót xa. Có bệnh thì vái tứ phương, ông Thành dù đã điều trị bằng đủ phương pháp nhưng bệnh vẫn cứ dai dẳng không khỏi, tái phát liên tục. Chú là Nguyễn Bá Thành, chú năm nay 61 tuổi, chú thì làm nghề xe ôm. Chú bị viêm loét dạ dày, đi siêu âm thì Tây y thì bảo viêm loét dạ dày và trào ngược. Ví dụ chú làm cái nghề xe chẳng hạn này, đang đi mà nó đau quặn thắt, cảm thấy là đi nó không linh hoạt, với cả nguy hiểm, cho nên là nhiều khi chú cũng ngại không muốn đi xa. Với cả đêm ăn thì cảm thấy nó không ngon, mà ngủ đêm thỉnh thoảng nó cứ đau quặn nên thức đêm, trằn trọc mất ngủ, nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Sau một lần tình cờ được giới thiệu đến trung tâm thuốc dân tộc, ông Thành coi đây là hy vọng cuối cho căn bệnh của mình. Ông không mong khỏi bệnh hoàn toàn, chỉ mong đỡ đi những triệu chứng khó chịu mà hơn thập kỷ ám ảnh kia ông đã phải chịu đựng. Vậy nhưng, chỉ với 2 tháng điều trị, ông đã thấy đỡ đi rất nhiều, có tác dụng tích cực và nhanh chóng đến các triệu chứng của ông khiến ông cũng phải bất ngờ. Câu chuyện của ông đã được chương trình Vì Sức Khỏe Người Việt trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam ghi hình như một minh chứng, ví dụ điển hình cho chủ đề bệnh đau dạ dày và phương pháp điều trị hiệu quả. Tôi mắc bệnh dạ dày gần 20 năm nay rồi. Đêm ngủ là không, nó cứ đau quặn là mất ngủ, ăn uống không thấy ngon, nó cứ trào ngược lên ợ chua, ăn uống nó không thấy vào. Tôi chở khách thì có ông khách, ông ngồi đằng sau, ông bảo là tôi cũng bị dạ dày, tôi uống thuốc ở dưới cái chỗ trung tâm ứng dụng thuốc dân tộc. Thì tôi cũng nghe lời ông ấy xuống đấy khám bách mạch, xong rồi cứ uống thuốc ở đấy. Thì vài ba ngày tôi đã thấy cái hiện tượng trào ngược nó không còn nữa. Thì dần dần tôi uống đến một tháng thì nó thấy đỡ giảm hẳn rất nhiều. Đến tháng thứ hai thì hầu như tôi không còn đau và trào ngược nữa. Mà cơ thể thì cảm thấy ăn uống cảm thấy ngon, mà đêm hôm thì là ngủ ngon rồi, không phải thức giấc nữa, sức khỏe cảm thấy tiến triển tốt. Trở lại với nhịp sống hàng ngày, ông này đã ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ ngon hơn. Hơn hết là giờ đây ông Thành còn quen thêm với việc mỗi ngày uống thuốc sơ can bình vị tán từ trung tâm thuốc dân tộc. Bệnh tình thuyên giảm, cuộc sống của ông cũng trở nên suôn sẻ hơn, niềm tin và vui sống khiến ông tươi trẻ hẳn. Nhìn ông Thành bây giờ dường như chưa có hơn 10 năm kinh hoàng ấy. Ở đây thì nói dịch vụ, tất cả các thứ đều nói chung là tương đối hoàn hảo rồi. Nhưng mà có cái là cái thuốc chúng nghe nhiều trên phố tuyến, trên thông tin đại chúng là cái thuốc bây giờ nó tẩm tiếc các thứ nhiều. Với cả gì thì nói là trung tâm cố gắng là tuyển những cái loại thuốc mà không bị ô nhiễm, bị tẩm tiếc các thứ để chữa cho bệnh nhân hiệu quả tốt hơn. Để thăm khám và điều trị bệnh viêm loét dạ dày, các bạn có thể liên hệ qua số hotline 024-7109-6699 để được tư vấn miễn phí, hoặc đến địa chỉ trực tiếp của Trung tâm Thuốc Dân Tộc tại biệt thự B31, ngõ 70 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội. Với đội ngũ bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực y học cổ truyền, cùng bài thuốc sơ can bình vị tán 100% thảo dược tự nhiên, sẵn sàng điều trị thành công các bệnh dạ dày ở mọi lứa tuổi.